Xin chào các bác ạ. Xin được chúc toàn thể các bác anh chị một buổi tối vui vẻ. Buổi tối hôm nay thì kênh Hoa Lan chúng em lại có một chút hàng về. Và các bác anh chị lấy hàng thì vui lòng nhắn tin hoặc điện thoại qua hai số điện thoại. Số điện thoại 0868 376 205 và số điện thoại 0854 299 316. Hình thức chúng em gửi hàng, chúng em gửi qua đường bưu điện. Các bác anh chị nhận hàng, thanh toán cả tiền hàng, cả tiền cước cho nhân viên bưu tá. Hôm nay thì em có những mặt hàng sau đây. Hạc vĩ này, hàng mới về này. Có 3 cân này. Rất là đẹp và tình trạng cây thì cũng đã thắt ngọn rồi. Tầm này chúng ta có thể ghép vào lũa, có thể ghép vào dươn bản đều được rồi. Tưới nước, giữ ẩm, treo nơi râm mát là được. Giá em bán là 240.000 một cân. Hoàng Thảo, Hạc vĩ Bắc các bác nhé. Chất lượng cây thì không phải bàn. Qua là sợ, em sợ nhất cái thời tiết này thì vẫn còn hơi nóng một tí. Sợ nhất là khi mà gửi tới các bác là lá của nó bị ủng một tí thôi. Khi mà các bác mà nhận hàng mà chẳng may thôi nhé các bác nhé, thì cái lá nó bị ủng ấy, thì các bác treo nó lên và xối hết nước, xối hết những cái lá thối kia đi, treo lên để nó khô ráo. Sau đây chúng ta tiến hành ghép bình thường, cây vẫn sống bình thường, nó không sao cả, cái lá nó không ảnh hưởng gì đâu các bác ạ. Mặt hàng thứ hai đó là Hoàng Thảo đùi gà tròn. Em có về được khoảng 15 cân. Hàng cũng rất là đẹp. Đấy. Đùi gà tròn này họng cẩm nhung nở hoa vào tháng 2, tháng 3, tháng 4 dương lịch. Thì loài này thì rất là dễ trồng, cũng khá là dễ sống. Đấy. Em sẽ cởi ra một bó cho các bác xem nhé. Đấy. Em lại kể lại câu chuyện mà hôm nọ em có đi xuống Hà Nội. Có một cái khu vườn của một ông anh ở trồng tận trên tầng 5. Anh ấy chỉ trồng như thế này này. Đây. Thậm chí anh còn tách ra nữa cơ, 2 thân, 3 thân. Anh ấy trồng vào chậu bằng 100% vỏ thông. Ở dưới là lót, ở dưới cùng là một ít xốp, xong sau ở giữa là toàn vỏ thông đây. Trồng lên. Thì sau một năm thì nó phát triển này. Từ một chậu anh ấy trồng 2 thân, một chậu anh ấy trồng 4 thân thì sau một năm thì chậu nào cũng trên 20 ngọn hết. Và nó cứ đẻ nối suốt như thế các bác ạ. Thì chứng tỏ là cái Hoàng Thảo đùi gà nó rất là dễ sống và rất là dễ thuần. Giá em bán của Hoàng Thảo đùi gà phiên hôm nay là 200.000 một cân các bác ạ. 200.000 một cân, bao hàng đẹp cho các bác luôn. Đây. Hàng mới về luôn ạ. Về muộn quá nên là giờ này em mới ghi hình được. Đây. Cây rất là ngắn đẹp nhé các bác nhé. Nói chung là lô này thì đẹp. Đây các bác xem đây. Lô này rất là ổn luôn này. Đó. Khóm nó cũng vừa phải. Mê dề vừa phải. Đế rất là mỏng. Ok. Mặt hàng tiếp theo đó là kiều vàng. Kiều vàng thì giá rất là rẻ. Em bán 140.000 một cân. Đấy. Và sẽ cái giá đây thì sẽ cứ niên yết ở trong cái kênh của chúng em suốt. 140.000. Loài này hoa màu vàng nhạt. Nở hoa vào tháng 3, tháng 4 dương lịch. Có thể nó sẽ nở muộn hơn một chút nữa. Đấy. Có thể nó nở muộn hơn một chút nữa. Và cái kiều vàng này hôm nay em có 20 cân các bạn. 20 cân. Hàng dề cũng có, hàng dề to dề bé cũng có. Đây hàng dề to nó cũng chỉ tầm này các bác này. Đấy. Loại này thì cực kỳ dễ trồng và cực kỳ dễ sống. Phát triển tất mọi khí hậu đặc thù tất cả mọi vùng miền. Ở xứ nóng thì cây nó sẽ cô lại ngắn hơn. Đẹp hơn. Chúng ta có hai cách trồng, một trồng chậu, hai ghép vào cây. Nhưng mà cũng chân thành với các bác là các bác nên trồng vào chậu cho em. Trồng dựng lên. Trồng vào chậu và sử dụng cái giá thể duy nhất là vỏ thông. Đấy. Tưới nước giữ ẩm để những cái cây nó mọc và những cái rễ nó bám sẽ nhanh hơn. 140.000 một cân, giá niêm yết. Tiếp theo, hôm nay em có về được 6 cân hoàng phi hạc, giá là 160.000 một kg. Các bác có thể, nếu mà nhìn sơ qua thì nó nhìn hơi giống đùi gà. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ hơn thì sẽ có sự khác biệt rõ rệt luôn các bác ạ. Đây, có sự khác biệt rõ rệt. Thứ nhất là về thân. Thân của nó vàng bóng hơn này. Đấy. Vàng bóng hơn. Đó. Hoa của nó thì càng khác luôn, hoa nở vào tháng 5. 160.000 một cân các bác nhé. Chúng ta cũng có thể trồng vào chậu. Ở đây em có một ít hàng nữa này. Sơn Thủy Tiên này các bác này. Hàng mới về luôn này. Đó, 1, 2, 3. Có 4 bó đây. Đấy. 4 bó tất cả. Sơn Thủy Tiên thì em bán giá cao hơn một tỷ là 180.000 một cân. Cho các bác, các anh chị sưu tầm. Loại này chúng ta cũng có thể trồng chậu. Đấy. Giá thể có thể là vỏ thông. Cái vỏ thông thì một trong những loại giá thể thông dụng và trồng rất là được, rất là nhiều các loại lan. Hầu như các loại lan đều trồng vỏ thông đều được.
nở hoa vào tháng 4, tháng 5, hoa màu vàng tuyền các bác nhé. Giá bán là 180.000 một cân. Tiếp theo, đây là hoàng thảo lụa vàng, có 2 cân thôi các bác ơi. Đây, 2 cân lụa vàng đây. Giá em bán của lụa vàng phiên hôm nay là 200.000 một cân cho chúng ta sưu tầm. Loại này nở hoa vào tháng 6, hoa nở được tầm khoảng hơn 1 tháng. Đấy, hoa màu vàng vàng nhạt, lưỡi đỏ. Đấy. Và loại này đặc biệt hơn là ở nó dài tầm khoảng 10 cm đến 15 cm nó đã có hoa. Tiếp theo, mặt hàng nhiều nhất và có thể là nói là nó cũng khá là chất lượng và đẹp. Giá em bán của cái hoàng thảo môi tua này là 100.000 một cân cho chúng ta sưu tầm. Chúng ta có thể trồng chậu, có thể ghép gỗ được. 100.000 một cân hoàng thảo môi tua. Mặt hàng tiếp theo, hoàng thảo kim điệp xuân. Lô này thì khá là đẹp này các bác này. Đây. Chúng ta có thể nhận thấy rằng là nó hàng mây hàng dề khá là nhiều và rất là nhiều lá này. Đấy. 150.000 một kg hoàng thảo kim điệp xuân. Loại này nở hoa vào tháng 2. Nếu mà ở trong thời tiết miền Nam nóng hơn thì nó sẽ nở vào Tết các bác ạ. Đó, hoàng thảo kim điệp xuân nhé. Tiếp theo một mặt hàng hoàng thảo nữa, đó là hoàng thảo vảy rồng. Vảy rồng này là vảy rồng Bắc các bác. Dề to dề bé đều có cả. Bác nào thích dề to thì lấy dề to. Không thích dề to lấy dề bé, dề vừa phải. Đây. Dề vừa phải nó cũng tầm khoảng mấy lạng thôi. Dề to thì tầm khoảng cân này các bác này. Chúng ta về ốp vào những cái cây tươi xung quanh nhà. Hoa màu vàng nở vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 dương lịch. Hoa nở được tầm khoảng 15 cho đến 20 ngày. Giá em bán là 120.000 một cân. Đó. Tiếp theo hoàng thảo u lôi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Chiều hôm nay thì em có về được thêm một tí nữa, tầm khoảng chiều hôm nay em về được khoảng 3 cân nữa. Đây. Chất lượng cây rất là đẹp và hàng cái lô hàng này thì cây cũng ngắn vừa phải thôi. Không dài lắm các bác ạ, nên là chúng ta có thể trồng chậu được này. Đây. U lôi hoàng thảo ngũ tinh em bán 280.000 một cân cho chúng ta sưu tầm. Loại này hoa bền lắm, 2 tháng mới tàn cơ các bác ạ. Hoa màu trắng, màu hồng, màu vàng, màu gì đấy, đại khái là hoàng thảo này là hoàng thảo 5 màu. Tiếp theo, ở đây em bán thanh lý cái phi điệp vàng với giá là 100.000 một cân nhé các bác nhé. Em bán thanh lý phi điệp vàng. Khi chúng em gửi cho khách hàng, chúng em sẽ tuốt hết lá để khi các bác nhận hàng thì nhìn nó khách quan hơn. Đấy. 100.000 một cân. Hoàng thảo phi điệp vàng loại này nở vào tháng 9. Tháng 9 dương lịch, hoa cảnh sáp rất là đẹp. Nhị đen. Tiếp theo, ở đây. Buổi chiều hôm nay em có một ít hoàng thảo tam bảo sắc khoảng hơn 1 cân. Đây, và một ít ngọc thạch. Anh chị cô bác nào lấy chỗ này. Toàn bộ chỗ này em lấy 350. Còn không thì anh chị nào lấy riêng cũng được này, 350 toàn bộ chỗ đấy hết. Đấy. Rất là rẻ cho chúng ta sưu tầm. Mặt hàng ở đây. Ở đây phía ngoài này em có một dề cáo. Dề này thì nó hơi rời một chút. Gọi là dề nhưng mà nó cũng hơi rời một tí. Lá lướt các bác ạ. Em bán dề này giao lưu với các bác với giá 230.000. Một dề cực to luôn. Đấy. 230.000. Và mặt hàng cuối cùng của phiên buổi tối hôm nay. Hôm nay thì em lại không có kiếm về. Em còn lại 4 dề của buổi chiều hôm nay em lên video là còn 4 dề thôi. Kiếm này là kiếm tiên vũ lá ngắn, bản lá to dày, củ to rất là đẹp. Và em sẽ tạm thời đặt theo số thứ tự nhé, là 4 hình. Số này là số 1 nhé. Số 1, số này thì đây các bác nhìn thấy cái bản lá rồi. Nó bản lá này chắc chắn 5 cm luôn này. Đây. Bản lá này chắc chắn 5 cm luôn. Khóm này bán 500 nhé các bác nhé. Bản lá dày, củ to rất là đẹp này. 500.000 cho khóm này, gọi là khóm số 1. Khóm số 2 là khóm phía bên này. Khóm này thì khóm này thì tách ra có thể trồng được tầm khoảng 4 giò lan. Khóm này em bán 600.000 nhé các bác nhé. 600.000 cho khóm đấy. Tiếp theo. Bụi này em bán 650, bụi này to hơn bụi lúc nãy một chút này, bụi này gọi là bụi số 3 nhé. Đây, 650 cho bụi này. Đó. Bụi cuối cùng là bụi lớn nhất này. To nhất và lá ngắn nhất. Bụi này tách ra được trồng được tầm khoảng 8 giò đến 10 giò lan. Mỗi giò khoảng 2 đến 3 củ. Bụi này thì giao lưu với các anh chị với giá 1.500.000. Là bụi số 4, là bụi cuối cùng nhé. Số 4 nhé. Là bụi cuối cùng. Đấy, trên đây là những mặt hàng chúng em có. Muốn giao lưu với toàn thể các bác anh chị. Và chúng ta có thể lấy combo. Combo là tổng hợp của các loại lan ở shop chúng em có. Hôm nay chúng em có tầm khoảng 12 loại. Combo 12 loại em bán 380.000 cho 12 loại lan này. Đấy. Ok,
Cũng muộn lắm rồi thì em không sẽ không chia sẻ cách trồng, cách trong chăm sóc loại lan nào nữa, bởi vì là sẽ rất là mất thời gian và cũng tối nữa. Đấy. Các bác xem và lựa chọn cho mình những khóm, những rề, những kg lan đẹp nhé. Thôi em xin phép được dừng video bán hàng tại đây. Xin chúc toàn thể các anh chị một buổi tối vui vẻ, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc thành công ạ.